bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ truyện audio VV, MC Annie. Chương 191, chuyện cũ. Chỉ là lúc đó phụ thần người cũng không có nghĩ nhiều. Hai người yêu nhau khiến hắn tin tưởng có thể khắc phục mọi khó khăn. Sau đó mẫu thần hoài thai người liền nói thần phận của chính mình cho phụ thần người biết. Thật ra mẫu thần của người cũng không phải quý tộc bình thường, mà là đạo tư gia tộc của Khai La đế quốc trong tứ đại đế quốc, lại còn là trưởng nữ của đạo tư gia tộc. Vì trốn tránh hôn nhân của gia tộc an bài cho nên mới trốn ra khỏi nhà, kết quả là lại gặp phụ thân của ngươi. Nói đến đạo tư gia tộc là một trong tứ đại thế gia của Khải là đế quốc, thế lực cực kỳ cường đại. Mặc dù Thác Đức gia tộc chúng ta là đại quý tộc của Áo Lan Đa Vương quốc, thế nhưng ở trước mặt con quái vật lớn này chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi. Trước đây người trong gia tộc biết được thân phận mẫu thần của ngươi, không ít người kịch liệt phản đối. May mà là phụ thân đại nhân cũng chính là gia gia người năm đó, đang là tộc trưởng liền bái bỏ quyết định của mọi người. Thế nhưng đúng là không ngờ đạo tư gia tộc không biết từ chỗ nào biết được nơi hạ lạc của mẫu thân người. Đối với đạo tư gia tộc mà nói, chuyện của mẫu thân người là một cái sự sỉ nhục. Vì vậy đạo tư gia tộc phái người đến yêu cầu mẫu thân của người trở về gia tộc. Lúc đó mẫu thần đang hoài thai ngươi, làm sao nguyện ý? Trong lúc đó đạo tư gia tộc lại xảy ra xung đột với Thác Đức gia tộc chúng ta. Tuy rằng đạo tư gia tộc mạnh mẽ, thế nhưng vương quốc Áo Lan Đa vẫn là bản đại doanh của Thác Đức gia tộc chúng ta. Song phương xảy ra xung đột, cuối cùng rất nhiều người tử vong. Nói đến đây, Lôi Áo hiện lên một tia đau thương trên khuôn mặt. Phụ thân đại nhân chính là vì xung đột trong trận chiến này bị người của đạo tư gia tộc đánh thành thương nặng. Sau đó đạo tư gia tộc lại phái người đi vương cung yêu cầu Lai Sâm Đặc bệ hạ thả người, nếu không liền tuyên bố sàn bằng vương quốc Áo Lan Đà. Hơn nữa sau lần đầu tiên chiến đấu, đạo tư gia tộc lại phải phái tới cường giả cấp bậc đế linh sư. Dưới nhiều phương diện bị áp lực, rốt cuộc gia tộc quyết định thỏa hiệp, trục xuất phụ thân của ngươi ra khỏi gia tộc. Chỉ do song phương thực lực quá kém, cường giả cấp bậc đế linh sư kia có thể quét ngang Thác Đức gia tộc chúng ta. Dưới cơn thịnh nộ của đạo tư gia tộc còn phế đi thực lực của phụ thân ngươi, còn muốn hạ sát thủ giết chết người vừa mới sinh hạ và phụ thân, càng muốn diệt toàn tộc của ta. Kết quả mẫu thân của ngươi lấy cái chết bức bách, cuối cùng đạo tư gia tộc thỏa hiệp mang theo mẫu thần người rời đi. Chỉ có điều phụ thần đại nhân bị thương nặng lần đó cho nên không thể dậy nổi, không bao lâu sau liền qua đời. Cuối cùng vì tộc ta không còn tộc trưởng, Lai Sâm Đặc bệ hạ bắt đầu chèn ép Thác Đức gia tộc chúng ta. Lúc đầu là cắt giảm thành viên quân đoàn trên toàn vương quốc, đồng thời để cho Ba Tư Pháp Đức thành phó thống lĩnh dùng quyền lợi tiết chế chúng ta. Hiện giờ một ít người trong vương thành đã gọi gia tộc chúng ta là Lạp Đế Cằn và gia tộc Hai Đại Võ Luân gia tộc. Thậm chí còn có người cho rằng Lạp Đế Cằn gia tộc có thể thay thế được Thác Đức gia tộc chúng ta. Thác Đức gia tộc thì tính là gì? Mới chỉ quật khởi hơn chục năm ở vương quốc đã đòi ngang bằng với chúng ta. Quả thật là xì tầm vọng tưởng. Lôi Áo ngoài miệng nghiêm khắc, thế nhưng hắn cũng biết những năm gần đây gia tộc càng lúc càng bi quan hơn. Đi từ trong phòng Lôi Áo ra, Kiệt Sâm không thể bình tĩnh. Nguyên lai tình cảm năm đó của phụ thân là như vậy. Tất cả chuyện này bởi vì thực lực năm đó của phụ thân không đủ. Ở trong thế giới cường giả vi tôn như vậy, chỉ có không ngừng lớn mạnh mới không bị người khác dẫm nát dưới chân. Phụ thân, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ khôi phục thực lực cho ngươi, để ngươi trở lại gia tộc. Còn đạo tư gia tộc kia, ta sẽ khiến cho bọn chúng hối hận vì quyết định năm đó. Kiệt Sâm mang theo một tia kiên quyết trên khuôn mặt. Về phần Á Bá và Khắc Lào Đức, Kiệt Sâm căn bản không để ở trong lòng. Đối với mấy nhân vật nhảy nhót như hài kịch, không bao lâu sau Kiệt Sâm sẽ chân chính cho bọn họ thành vở hài kịch. Trở lại viện của chính mình, đêm đã khuya, Kiệt Sâm cũng không tu luyện như thường xuyên, mà xuất ra một ít dược liệu để phối chế linh dược tề.
Hôm nay phối chế thần thánh dược tề, Kiệt Sâm phát hiện chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong cách phối chế linh dược tề, không chỉ có đề thăng độ thành thạo khi phối chế của mình, mà còn có thể thăng tu vi, đặc biệt tăng trưởng linh thức, thậm chí còn hơn gấp mấy chục lần tốc độ mình tu luyện bình thường. Giữa đêm khuya, tinh thần của Kiệt Sâm hoàn toàn dung nhập vào trong phối chế linh dược tề, và bình thường thì không đồng dạng như thế. Trước đây khi Kiệt Sâm phối chế, đối với một ít linh dược tề đề cấp căn bản không thèm để ở trong lòng, tùy ý phối chế cũng thành. Thế nhưng hiện giờ Kiệt Sâm phối chế bất kỳ một loại linh dược tề nào, cho dù là linh dược tề nhất giai hạ phẩm cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi một lần phối chế linh dược tề, Kiệt Sâm đều hao hết toàn bộ tâm thần. Hiện giờ trong đầu Kiệt Sâm, toàn bộ thế giới chỉ còn lại cách phối chế linh dược tề, còn các bình còn lại thì để chứa các loại tài liệu đề dài. Một đêm không ngủ, mãi cho đến hừng đông ngày thứ hai, Kiệt Sâm mới từ từ phục hồi lại từ trong phối chế linh dược tề, thấy một bình linh dược tề đề dài ở trước mặt. Kiệt Sâm phát hiện mỗi một loại linh dược tề đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, cho dù hắn là thánh linh sư cửu giai kiếp trước cũng không phối chế được hoàn mỹ hơn. Cảm thụ linh thức tăng trưởng rõ ràng trong cơ thể, đột nhiên Kiệt Sâm phát hiện một con đường mới tinh chấn mơ hồ xuất hiện trước mặt mình. Tuy rằng còn không rõ ràng, thế nhưng Kiệt Sâm tin tưởng giống như kiếp trước chính mình học được kỹ thuật lưu, nhất định chính mình có thể hoàn toàn tìm ra con đường mới này đồng thời đi tới tận cùng. Trước khi nghỉ ngơi, Kiệt Sâm gọi Cách Lôi Sâm tới, cùng với hắn đi tế Áo Lợi Phất đấu giá hội mua một ít tài liệu và máy móc của linh dược sư. Yên Cơ biết được từ miệng Cách Lôi Sâm bằng rằng Kiệt Sâm cần, chỉ trong nửa ngày, đại lượng máy móc và tài liệu được Áo Lợi Phất đấu giá hội đưa đến viện của Kiệt Sâm. Sau đó chỉ trong nửa ngày, dưới sự chỉ điểm của hắn, một tòa thí nghiệm nho nhỏ xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Vì vậy hai ngày kế tiếp, Kiệt Sâm không chịu ra ngoài nửa bước khỏi viện của chính mình, ngay cả ăn cũng ở trong phòng thí nghiệm. Sau một thời gian liên tục phối chế linh dược tề, đồng thời trong quá trình phối chế còn có ý tưởng phóng xuất ra linh lực khỏi cơ thể, gia nhập vào trong linh dược tề, mãi cho đến khi linh lực và linh thức hao hết, toàn thân đau nhức, thì ý nghĩ mơ hồ, sau đó nghỉ ngơi, khôi phục linh lực và linh thức. Sau khi nghỉ ngơi xong lại bắt đầu phối chế, hao hết linh lực và linh thức rồi lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy. Hết chương 191. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ truyện audio VV MC Annie. Chương 192, Đại hội tông tộc. Chờ đến khi đại hội tông tộc khai mạc còn một ngày, Lôi Áo liền bảo Cách Lôi Sâm đến thông chi cho Kiệt Sâm ra khỏi phòng thí nghiệm. Kiệt Sâm đã vài ngày không tắm, đầu tóc rối tung, y phục dơ bẩn xuất hiện trước mặt Cách Lôi Sâm, giống như một dã nhân dọa Cách Lôi Sâm nhảy dựng. Khi nghe Cách Lôi Sâm nói ngày mai tham gia đại hội tông tộc, Kiệt Sâm chỉ ừ một tiếng, sau đó đóng cửa phòng thí nghiệm lại tiếp tục phối chế linh dược tề. Tả nói, nhị ca này vì sao lại cường đại như thế? Thì ra là tu luyện khắc khổ à. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hai mắt Cách Lôi Sâm tỏa sáng, tâm thần kích động, tâm trí của hắn không kiện định cư nhiên về tu luyện suốt một ngày đêm. Nếu sau này khiến Lôi Áo giật mình không ngớt, không biết tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì. Biết ngày hôm nay phải tham gia đại hội tông tộc, Kiệt Sâm đi từ sáng sớm, hắn dành ra chút thời gian chỉnh lý dùng nhàn một chút. Dù sao Thác Đức gia tộc cũng là đại quý tộc của vương quốc Áo Lan Đa, dùng nhàn xấu xí ở đại hội tông tộc cũng không nên. Còn có người cấp bách hơn Kiệt Sâm chính là lão Lôi Nặc. Tuy rằng La Tư Đặc đã đặc biệt đồng ý cho Kiệt Sâm trở thành đệ tử gia tộc, thế nhưng dù sao vẫn chưa từng tuyên bố qua trong dòng họ. Lôi Nặc điều trị thân thể thật tốt đã sớm chờ ngày này. Sau khi chỉnh lý xong, Kiệt Sâm và Lôi Nặc đi tới đại sảnh của Thác Đức gia tộc. Nói là đại hội tông tộc, thật ra chỉ cố định trong một ngày, các nhân vật trọng yếu của toàn tộc đều tụ hội về cùng một chỗ, đàm luận một ít chuyện tình trọng yếu của gia tộc, còn cấp lễ thành niên cho các đệ tử trực tiếp trong gia tộc. Đối với mỗi một đệ tử gia tộc mà nói, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu.
Nguyên bản Kiệt Sâm chỉ bằng chính mình đã đi sớm, nhưng đến khi tới phòng khách liền phát hiện bên trong đại sảnh đã có không ít người. Tất cả đều là đệ tử trực hệ của gia tộc. Nếu như đệ tử chi thứ, ngày hôm nay cũng sẽ có một yến hội, nhưng địa điểm sẽ không ở trong đại sảnh của gia tộc. À, nhị bá. Thấy Lôi Nặc, Địch Khắc và Cách Lôi thầm bật cười tiến lên. Ngày đó Lôi Nặc cấp linh dược tề cho Địch Khắc, để Địch Khắc trở thành đối tượng được mọi người ao ước trong toàn tộc. Hơn 10 vạn linh tệ một lọ linh dược tề, đây chính là bảo bối do cha chú bọn hắn đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được. Đối với đám đệ tử đời ba này mà nói, tuy rằng sinh ra trong Thác Đức gia tộc, thế nhưng cũng không dám nghĩ đến. Theo đoàn người gia tộc lục tục tiến đến, rất nhanh, toàn bộ đại sảnh đã có không ít người. Theo thời gian trôi qua, không ít người đều ngồi xuống vị trí của chính mình. Trong đại sảnh là một dãy bàn ăn thật dài, tổng cộng có 7 cái ở trong phòng khách. 7 bàn ăn kia cũng vô cùng quy củ, hiển nhiên theo thân phận cao thấp mà ngồi xuống. Lôi Nặc đối với chuyện này rất tinh tường, Kiệt Sâm là nhân vật hạch tâm của gia tộc, tự nhiên sẽ không ở cùng một chỗ với đám đệ tử đời ba bình thường. Vị trí của hắn là thủ vị của bàn đầu tiên, mà Lôi Nặc dẫn Kiệt Sâm ngồi xuống xong, chính hắn cũng tự tìm một chỗ ngồi xuống. Kiệt Sâm muốn ngồi cùng một chỗ với hắn, nhưng dù thế nào Lôi Nặc cũng không đồng ý. Rời vào đường cùng, Kiệt Sâm đành phải trở về vị trí của chính mình. Quy củ trong đại gia tộc cực kỳ nghiêm ngặt, chỗ ngồi của Kiệt Sâm cũng không phải tùy tiện là có thể ngồi, bằng không sẽ không hợp lễ nghĩa. Hiện giờ Lôi Nặc thầm nghĩ nhị tử của chính mình có thể thay thế chính mình quay lại gia tộc, như vậy hắn đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Nguyện vọng nhỏ nhỏ này hắn đã đau khổ chờ đợi suốt 18 năm nay, ngày hôm nay rốt cuộc cũng thành công. Đợi cho toàn bộ đại sảnh đều đầy, năm lão giả hoa dâm mặc trường bào của gia tộc tiến lên. Trong thời khắc Lao Đức và Tạp Lan thuộc đám người này, sau khi tiến vào phòng khách, năm người ngồi phân biệt tại năm vị trí thủ tịch. Nhìn Kiệt Sâm, Khắc Lao Đức lộ một tia cười nhạt, sau khi thoáng qua Lôi Nặc ngồi một góc, trên mặt lại lộ ra dáng vẻ cười quỷ dị, không biết đang nghĩ đến thủ ý ác độc gì. Cuối cùng đi vào chính là tộc trưởng Thác Đức của gia tộc Lôi Áo, cùng với La Tư Đặc, có địa vị tối cao trong gia tộc. La Tư Đặc là nhân vật cấp tổ tông, hội nghị bình thường hắn sẽ không tham gia, nhưng này lại là đại hội tông tộc trọng yếu nhất của gia tộc, nhất định hắn sẽ tham gia. Kiệt Sâm ngồi ở vị trí thủ tịch, ngồi bên cạnh hắn là một trung niên tuổi tác khá lớn, trong ánh mắt mỗi người đều lóe lên tinh mang, trên người tản ra uy thế, thậm chí mấy người còn khoác áo giáp, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều phát ra ánh sáng, khí thế 10 phần. Thác Đức gia tộc là một võ huân thế gia, đại bộ phận đệ tử gia tộc tu luyện thành công xong đều tổng quân, đóng ở biên cương vương quốc. Ở phương diện này không phải là một vài tướng quân vương quốc mà là một ít đại nhân vật có quyền thế, thậm chí là đội trưởng lãnh đạo một đội quân nhỏ nhỏ. Đương nhiên lớn nhất phải kể đến Lôi Áo, quân vụ đại thần của vương quốc, bộ trưởng thống lĩnh. Trong những người này, thực lực thấp nhất cũng là tông linh sư ngũ giai, thậm chí có 2 người. Kiệt Sâm cảm giác được có khả năng đã đạt đến tôn linh sư lục giai, những người này đều là đệ tử hạch tâm của gia tộc. Dưới tình huống bình thường sẽ không ra mặt, chỉ thù ở trong dòng họ. Như hôm nay, bọn họ đều bớt chút thời gian từ biên cương trở về gia tộc. Đây cũng là lần đầu tiên Kiệt Sâm nhìn thấy thực lực của gia tộc, hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong lúc Kiệt Sâm còn đang giật mình, Lôi Nặc lại cảm thán trong lòng. Từ những người này, Lôi Nặc có thể nhìn ra thực lực hiện giờ của gia tộc và năm đó kém nhau rất nhiều. Lôi Nặc vẫn nhớ kỹ năm đó ở đại hội tông tộc xảy ra, thành viên trọng yếu của Thác Đức gia tộc nhiều hơn hiện giờ rất nhiều. Hơn nữa, đại hội tông tộc năm đó, bởi vì thành viên trung tâm nhiều cho nên các đệ tử đời thứ ba không có đủ khả năng để tham gia đại hội tông tộc. Chỉ có một vài đệ tử đời ba nổi bật, tài năng và may mắn mới có thể tiến vào. Lúc đó cường giả như mây, uy phong vô cùng không có gì sánh được. Trong lúc Kiệt Sâm đang đánh giá về thành viên gia tộc, đồng thời những thành viên của gia tộc cũng hiếu kỳ đánh giá Kiệt Sâm, rõ ràng thiếu niên này không hợp tuổi với bọn họ. Thành niên trung tâm của gia tộc có không ít người cùng với Lôi Nặc đối với thiên tài đệ nhất của gia tộc đều vô cùng kính nể. Chỉ là sau khi gia tộc gặp tao ngộ khiến một vài người tràn ngập oán niệm trong lòng đối với Lôi Nặc. Lần này trở lại đại hội tông tộc,
Nghe nói Lôi Nặc mang theo nhi tử Kiệt Sâm của chính mình trở về, đồng thời nên thuận võ trường. Kiệt Sâm kia còn muốn đánh bại đệ nhất nhấn trong đám đệ tử đời ba, tạm giải cao cấp linh sư Khải Lợi. Điều này khiến cho tất cả những thành viên trung tâm của gia tộc đều hiếu kỳ nhìn về phía của Kiệt Sâm. Hết chương 192, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 193, Đại hội Tông Tộc. Nguyên bản trong tưởng tượng của bọn họ, thiếu niên tên gọi Kiệt Sâm bị họ nhìn chắc chắn sẽ không biết làm sao, thần sắc khẩn trương. Dù sao bọn họ đều là những người cầm trọng binh của vương quốc, ra lệnh một tiếng có nghìn vạn binh sĩ nghe lời. Mỗi người đều có khí thế không giận mà uy. Nhưng khiến cho bọn họ giật mình chính là Kiệt Sâm ngồi ở kia cảm thụ ánh mắt của bọn họ, trên mặt lại không lộ ra biểu tình hoảng hốt lo sợ, ngược lại vô cùng trấn định, thậm chí còn nhìn lại bọn họ, thần sắc vô cùng đạm nhiên. Càng khiến cho bọn họ giật mình chính là những người bọn họ đều đã là đám từng trải. Biểu hiện lúc này của Kiệt Sâm không phải là giả bộ trấn định, mà là giống như nhãn thần của tướng quân đang nhìn binh sĩ. Như thử hỏi một vị tướng quân sao có thể khẩn trương trước mặt binh sĩ của chính mình đây. Được rồi, mọi người đã đến đồng độ, vậy bắt đầu thôi. La Từ Đặc ngồi bên cạnh Lôi Áo nhìn thoáng qua, sau khi thấy La Từ Đặc gật đầu liền nói to. Ngay vào lúc này, đột nhiên chậm đã. Một thanh âm truyền từ vị trí cách Lôi Áo không xa. Nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung trên người nọ. Đó chính là nhị trưởng lão Khắc Lào Đức. Nhị trưởng lão, người có chuyện gì sao? Lôi Áo nhíu mày, nhìn Khắc Lào Đức, mà La Tư Đặc ngồi ở chỗ kia, khóe miệng cũng chợt nhếch lên một tia bất mãn. Lôi Áo tộc trưởng, từ lúc nào đại hội tông tộc của chúng ta lại cho phép người ngoài tùy ý tham gia? Khắc Lào Đức đứng dậy nhìn Lôi Áo cất cao giọng nói. Nhị trưởng lão, người có ý gì? Lôi Áo nhíu chặt lông mày lại, đáy lòng cảm thấy có chút không ổn. Lôi Áo tộc trưởng, xin hỏi người ngồi ở góc phòng khách là ai? Vì sao ta lại không biết gia tộc của mình từ lúc nào có người như vậy? Khắc Lào Đức lộ ra dáng vẻ tươi cười quỷ dị, ngón tay lập tức chỉ lên người của Lôi Nặc. Mọi người trong đại sảnh đều chuyển ánh mắt sang phía Lôi Nặc. Tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Nguyên bản Lôi Nặc đang ngồi trong góc chờ đợi thời khắc Lôi Áo tuyên bố Kiệt Sâm được trở lại gia tộc trở nên tái nhợt. Khắc Lão Đức nhìn khuôn mặt biến hóa của Lôi Nặc, đáy lòng cười nhạt. Lôi Áo à Lôi Áo, ta muốn xem người đuổi Lôi Nặc kia ra khỏi gia tộc như nào, xem sau này người còn uy vọng gì để quản lý gia tộc. Khắc Lão Đức, Lôi Nặc là nhị đệ của ta, đồng dạng cũng là phụ thân của đệ tử Hạch Tâm Kiệt Sâm, vì sao không có tư cách ngồi ở chỗ này? Lôi Áo lạnh lùng nói, hắn thật không ngờ Khắc Lão Đức cư nhiên cắt đứt đại hội tông tộc để nhắc đến chuyện này. Lôi Áo tộc trưởng, người nói người nọ là nhị đệ của ngươi, thật là khôi hài. Khắc Lão Đức một tia cười nhạt. Lôi Áo tộc trưởng, nhị đệ của ngươi sớm đã bị trục xuất khỏi gia tộc từ 18 năm trước, nên đã không còn là thành viên của gia tộc, thậm chí còn là tội nhân của gia tộc. Người nói người nào là nhị đệ Lôi Nặc của ngươi? Loại tội nhân gia tộc này vậy mà có thể tham dự đại hội tông tộc? Nếu như vậy, thắc đức gia tộc của chúng ta sẽ bị toàn bộ vương quốc chế nhạo. Đúng vậy, tội nhân gia tộc mà có thể quang minh chính đại tham dự đại tông tộc sao? Sai lầm, quả thật là sai lầm. Tạp Lan ngồi ở bên cạnh Khắc Lào Đức cũng căm giận nói. Lôi Áo tộc trưởng, đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Người cần phải cấp cho ta một câu nói.
Một trưởng lão khác giao hảo tốt với Khắc Lão Đức cũng cười lạnh nói: nhìn một màn hoang đường này, toàn bộ tộc nhân trong đại sảnh nhất thời như ong vỡ tổ. Đối với thần phận của Lôi Nặc, hầu như mọi người ở đây đều biết, thế nhưng đều chỉ là mắt nhắm mắt mở. Không ngờ tới Khắc Lão Đức này cư nhiên cản trở đại hội tông tộc bắt đầu, trực tiếp nói thẳng ra như thế, hơn nữa còn chĩa mẫu dao vào Lôi Áo tộc trưởng, rõ ràng là định làm khó Lôi Áo tộc trưởng. Tất cả mọi người đều biết thế lực trong gia tộc chia làm hai phái, phân biệt là Lôi Áo tộc trưởng cùng với bọn nhị trưởng lão. Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Lôi Áo xem hắn chuẩn bị thế nào. Khắc Lão Đức, hiện giờ ta đi. Không đợi Lôi Áo nói, Lôi Nặc đứng dậy định đi ra ngoài. Ha, Thác Đức, gia tộc của chúng ta sao có thể để người ngoài thích vào đại hội tông tộc thì vào, thích ra thì ra. Nếu vậy bộ mặt của Thác Đức gia tộc chúng ta ở đâu? Khắc Lão Đức không buông tha. Khắc Lão Đức, người muốn thế nào? Lôi Áo trầm giọng nói. Ha, ta nghĩ thế nào sao? Lôi Áo tộc trưởng, lời này ngươi nói sai rồi. Ta chỉ suy nghĩ vì gia tộc mà thôi. Lôi Áo ngươi mới là tộc trưởng. Chuyện này tự nhiên do ngươi xử lý. Khắc Lão Đức lộ ra một tia âm hiểm trên khuôn mặt. Khắc Lão Đức, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kiệt Sâm không thể kiềm chế đứng phát dậy quát lên. Từ khi mình đến Thác Đức gia tộc, Khắc Lão Đức mỗi lần đều quá phận lên, nhiều lần gây khó dễ phụ thân của chính mình. Kiệt Sâm đã triệt để nổi giận, con mắt híp lại thành một đường. Nếu như kiếp trước có người quen thấy bộ dạng này của Kiệt Sâm, tuyệt đối sẽ sợ không dám nhúc nhích. Kiếp trước Kiệt Sâm chỉ cần nheo con mắt lại thì đại biểu cho người bị hắn giận sẽ có kết cục rất bi thảm. Tiểu tử, người tính là gì? Có tư cách gì nói ở chỗ này? Một trung niên ngồi gần đó đứng dậy chỉ vào Kiệt Sâm mắng. Người này chính là con trai của Khắc Lão Đức, Á Bá, thống lĩnh thành vệ quân, ở trong vương quốc coi như cũng là một nhân vật. Có tư cách hay không, không phải ngươi định đoạt. Ta nói chuyện cho ngươi chõ mồm là cái gì? Cút đi cho ta. Kiệt Sâm lạnh lùng nói. Ngươi... Á Bá tức giận không nói nên lời. Tiểu tử kia, khi nói phải chú ý một chút, lời nói không phải là một tiểu hài tử nói được. Một lão già ngồi ở vị trí thứ tịch đứng dậy, nhìn Kiệt Sâm cậy già lên mặt. Ngươi là ai? Kiệt Sâm liếc nhìn lão nhân này. Ngày hôm nay là đại hội tông tộc, mọi người ở đây đều mặc y phục, đều là áo bào của gia tộc. Bên trên có tộc huy Thác Đức gia tộc, mà lão nhân này lại mặc một bộ áo bào linh dược sư. Lão phù là y cách luân. Lão đầu ngạo nghễ nói. Y cách luân à? Chưa nghe bao giờ, không nhận ra. Ngươi không phải là người của Thác Đức gia tộc, vì sao lại ở chỗ này? Khắc Lão Đức cười ha hả. Kiệt Sâm, Y cách luân là linh dược sư cung đình, tạo nghề về linh dược học đã đạt đến cấp bậc trung cấp linh dược thiên sư, là linh dược đại sư tiếng tăm lừng lẫy. Ngày hôm nay Thác Đức gia tộc chúng ta cố ý mời tới, người há có thể nói vậy? Thì ra là một tinh linh dược sư chó má. Ta còn tưởng là đại nhân vật nào. Kiệt Sâm khinh thường nói. Người nguyên bản Y cách luân đang vui vẻ bỗng nhiên giận tới mức dầu mép đều vểnh. Làm can! Khắc Lão Đức chỉ vào Kiệt Sâm nói. Quả thật không còn có gì để nói. Quả thật không còn có gì để nói. Đám người tạp lan cùng lúc tức giận lắc đầu liên tục. Hết chương 193, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 194. Chúc mừng ngươi. Đúng lúc này. Được rồi. Một tiếng quát nghiêm khắc chói tai truyền đến từ thủ tịch, là Từ Đặc vẫn không nói chuyện liền trừng lớn hai mắt. Các người xem kìa,
cả đám còn ra thể thống gì? Hôm nay là ngày đại hội tông tộc, nhìn xem, loạn hết rồi, loạn hết rồi, còn ra bộ dáng gì? Là Từ Đặc ở gia tộc nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên thấy đại hội tông tộc bị loạn thấy cái dạng này. Tam thúc! Khắc Lão Đức còn muốn nói. Được rồi, ngươi không nên nói thì hơn, cút ra ngoài cho ta. Là Từ Đặc phẫn nộ quát với Khắc Lão Đức. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho đám người này tranh quyền với Lôi Áo tộc trưởng. Thế nhưng Khắc Lão Đức cư nhiên làm khó dễ Lôi Áo đúng vào lúc đại hội tông tộc, khiến cho toàn bộ đại hội tông tộc bị lộn xộn như cái chợ. Đây là điều hắn tuyệt đối không hề dễ dàng tha thứ. Thấy là Từ Đặc tức giận, đám người Khắc Lão Đức không dám hé răng. Y Luân đại sư, làm ngươi chê cười rồi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong đại sư không nên để trong lòng. Đối với Y Cách Luân là linh dược sư cùng đỉnh, là Từ Đặc không dám lớn tiếng quá mức. Hiện giờ tình cảnh của gia tộc càng lúc càng khó khăn, đắc tội với một linh dược sư cung đỉnh sở hữu quyền lực cực lớn tuyệt đối là cử chỉ không sáng suốt. Đệ tử Thác Đức gia tộc các người quả nhiên là bất phàm mà. Y Cách Luân hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Thấy Y Cách Luân tức giận, nghĩ tới lời nói lúc trước của Kiệt Sâm, là Từ Đặc có chút đau lòng. Lôi Nặc, người đi ra ngoài đi. Là Từ Đặc nói. Chuyện này đến đây thôi, hiện giờ bắt đầu đại hội tông tộc. Không chờ mọi người chuẩn bị làm gì, Kiệt Sâm mạnh mẽ rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Lôi Nặc nói. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm, người làm cái gì đấy? Là Từ Đặc cả giận, hành vi của Kiệt Sâm đã triệt để chọc giận hắn. À không làm gì, đi ra ngoài dạo, trong này có nhiều không khí ô uế quá, quá thối. Nói xong, Kiệt Sâm đã kéo Lôi Nặc ra tới cửa. Tất cả đệ tử Thác Đức gia tộc ở đây đều ngạc nhiên nhìn Kiệt Sâm. Kiệt Sâm này quả thật quá mức ngưu bức, dám ở trong gia tộc can đảm nói như thế trước mặt La Từ Đặc, hắn là người đầu tiên. Ngươi, trở về cho ta. La Từ Đặc chỉ vào Kiệt Sâm, giận dữ quát lên. Kiệt Sâm! Lôi Áo cũng hét lớn. Nếu cha ta không được ở đây thì ta còn ở đây làm gì? Cùng lắm thì các ngươi như năm đó trục xuất cha ta, trục xuất luôn cả ta luôn đi cũng được. Kiệt Sâm bỏ lại một câu nói, sau đó kéo lão Lôi Nặc trực tiếp ra khỏi phòng khách, biến mất trước mặt mọi người. Kiệt Sâm này quả thực là quá kỳ cục rồi. Tạp Lan phẫn nộ nói. Cái tên gia hỏa như vậy sao có thể để hắn về tộc? Được rồi. La Từ Đặc thở phì phì ngồi xuống. Lúc này chỉ thấy một người hầu đi vào thông báo. La Từ Đặc đang khó chịu thấy bộ dáng vội vàng của người kia, nổi giận mắng. Hỗn tướng, vì sao lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, xông vào như thế? Người hầu kia thấy La Từ Đặc giận dữ, nhất thời bị dọa chết khiếp. Nguyên bản chuyện định bẩm báo cũng quên mất, hoảng hốt lo sợ đứng ở nơi đó không biết làm sao. Được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Trải qua một hồi tức giận, La Từ Đặc cũng đỡ bực hơn. Thấy vẻ mặt kinh hoàng của người hầu kia đứng đó không khỏi xua tay nói. Lúc này người hầu kia mới hoàn hồn, vội vã nói rằng. Là Y Nội Thư Tư Đại Sư, Bố Lỗ Đại Sư, Tạp Tư Phách Đại Sư và Tát Cáp Đại Sư cùng Bỉ Tư Pháp Mỗ Đại Sư tới, nói là muốn chúc mừng. Hả? Đám y nội từ bọn họ đến chúc mừng à? La Từ Đặc chợt ngẩn ra, vội quát lên. Ấy ngu ngốc, sao còn không mau mời vào? Tộc nhân trong đại sảnh của gia tộc đều bắt đầu xì xào, mà Y Cách Luân kia lại càng khẩn trương thiếu chút nữa đứng lên. Tuy rằng đồng thời là linh dược sư cung đình, thế nhưng thuận về địa vị, trung cấp linh dược thiên sư Y Cách Luân căn bản không có cách nào so sánh được với đề cấp linh dược tông sư y nội tư. Từ khi đại vương tử sinh bệnh, Lai Sâm Đặc triệu tập toàn bộ đều là cao cấp linh dược sư trở lên. Chỉ trong chốc lát, người hầu đón năm lão già đi vào. Đám người La Từ Đặc nhất thời đứng hết lên nghênh tiếp, toàn bộ cả đại sảnh thoáng cái không còn ai ngồi. Vừa mới đi vào trong phòng khách, đám người y nội tư đã chắp tay với La Từ Đặc, dáng vẻ tươi cười nói. chúc mừng à. La Từ Đặc vội vã hoàn lễ, trên mặt nở nụ cười nói. À, khách khí rồi,
Không biết các vị đại sư sao biết mà tới. Đám người Tát Cát tủm tỉm đáp. Nghe nói hôm nay Thác Đức gia tộc cử hành đại hội tông tộc, có mấy đệ tử gia tộc muốn cử hành lễ thành niên. Mấy chúng ta cũng là bạn tốt với Lồi Áo công tước ở trong triều, đặc biệt đến đây để chúc mừng Thác Đức gia tộc ngày càng thịnh vượng. Đại hội tông tộc của các vị không ngại mấy người chúng ta đến quấy rầy chứ? Giả, quá là giả dối. Là Từ Đặc là hạng người vừa nghe qua là biết có chuyện. Y nội tư là ai? Đại thọ của Lôi Áo còn chưa từng thấy đến chúc mừng, hiện giờ lại khen ngược. Đệ tử gia tộc thành niên, bọn họ như ong vỡ tổ chạy qua đây, còn nói là bạn tốt với Lôi Áo trong triều. Chuyện này căn bản không đúng. Hơn nữa, các kỳ đại hội tông tộc xảy ra trước đều có đệ tử gia tộc thành niên, cũng không hề có thấy đám người này xuất hiện qua. Tuy rằng La Từ Đặc biết không thể ngăn cản được đám y nội tư, thế nhưng thân phận người ta như thế, La Từ Đặc cũng chỉ còn cách cười cười. Không dám nhận, không dám nhận. Mấy vị bận bịu còn có thể tới tham gia đại hội tông tộc Thác Đức gia tộc chúng ta, thật sự là phải cảm tạ rồi. Người đâu, còn không mau bàn ghế. La Từ Đặc cao giọng quát. Rất nhanh, có một đám người hầu đi tới bỏ thêm mấy chỗ ngồi ở hai bên vị trí thủ tịch. Đám người y nội tư liền ngồi xuống. Đám người y nội tư thân là linh dược tông sư đề cấp, địa vị thấp hơn Lỗ Đạo Phu đại sư, nhưng La Từ Đặc cũng không dám để cho bọn họ ngồi ngang hàng với Y Cách Luân. Các vị đại sư. Chờ bọn y nội tư ngồi xuống xong, Y Cách Luân vội đứng lên hành lễ. Tuy rằng cùng là linh dược sư cung đình, nhưng bọn y nội tư có thể nói là tiền bối của hắn, tự nhiên Y Cách Luân không dám lơ là chút nào. Đám người y nội tư chỉ gật đầu, ánh mắt lập tức dò xét toàn bộ đại sảnh, đảo xong một vòng, trên mặt không khỏi nhăn lại một chút. Từ lúc nào bọn y nội tư đã tìm kiếm Kiệt Sâm, chỉ là từ đầu đã không tìm kiếm được. Hiện tại ngồi xuống xong, bọn y nội tư đều tỉ mỉ tìm kiếm từng nơi một trong đại sảnh một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh của Kiệt Sâm. Là Từ Đặc vẫn chú ý đám người y nội tư, thấy bọn họ có biểu tình như vậy, hắn không khỏi nghi hoặc, chợt nghe y nội tư cười cười. Lồi Áo công tước, ta nghe nói Thác Đức gia tộc có một đệ tử tên là Kiệt Sâm. Chúng ta đều hiếu kỳ muốn tới xem, không biết vị công tử Kiệt Sâm là nhân vật như thế nào. Không biết ở đây. Hết chương 194, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV MCNE. Chương 195, theo nhau mà đến. Là Từ Đặc vừa nghe thấy bọn họ nhận biết Kiệt Sâm, thoáng cái liền hiểu ra chuyện này 8 phần 10 có quan hệ với Kiệt Sâm. Hơn nữa nhất định là do Kiệt Sâm đắc tội với các vị đại sư này ở nơi nào, nhìn mấy vị tới tận cửa để tìm, xem ra họa của Kiệt Sâm gây ra không nhỏ. Các vị đại sư, chuyện là như này. Thác Đức gia tộc chúng ta quả thật có một người tên gọi là Kiệt Sâm, chỉ là hắn. Lôi Áo không khỏi có chút đau đầu, không biết nói gì thay cho Kiệt Sâm cho phải. Đúng lúc này, Khắc Đạo Đức ở một bên lao ra. Ý nội tư đại sư à, người nói Kiệt Sâm kia ta biết, hắn là hậu đại của Lôi Nặc trước kia bị gia tộc ta trục xuất. Chuyện tình của Lôi Nặc chắc chắn các vị đại sư cũng từng nghe thấy. Chỉ có điều lúc đó Kiệt Sâm còn không chính thức gia nhập gia tộc, vì vậy không tính là thành viên của gia tộc chúng ta. Nhưng các vị đại sư yên tâm, có phải là tiểu gia hỏa này gây họa ở bên ngoài không? Các người yên tâm, chúng ta sẽ cho người lôi hắn qua đây, bắt hắn dập đầu trước mặt các vị đại nhân, mặc cho các vị đại nhân xử trí. Khắc Lão Đức, người nói chó má gì vậy? Dù Lôi Áo hàm dưỡng tốt, lúc này cũng không nhịn được, rõ ràng Khắc Lão Đức đang châm lửa. Lôi Áo lo lắng vội vàng quay sang đám y nội tư nói, các vị đại sư, Kiệt Sâm chỉ là một tiểu hài tử, không biết chuyện nên đã đắc tội. Các vị đừng nóng giận, hắn chỉ là một đứa trẻ con, nên tha thứ một chút. Lôi Áo, có phải ngươi muốn hại chết gia tộc này hay không? Ha, ta đã sớm nói rồi, không nên để Kiệt Sâm về gia tộc.
Người vô thiên vô pháp như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Khắc Lao Đức ở một bên hừ lạnh nói. Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa. Là Từ Đặc giận dữ hét lên một tiếng, sau quay sang đám người y nội tư hỏi. Không biết mấy vị đến tìm Kiệt Sầm là có chuyện gì? Là Từ Đặc thân là một gã hoàng linh sư thất giai trung cấp, ở trong Thác Đức gia tộc có bối phận cao nhất, thực lực thậm chí còn cao hơn một cấp so với đệ nhất cao thủ hoàng linh đế lâm nhất giai sơ cấp. Tuy rằng vô cùng cung kính với đám y nội tư, nhưng để chuyện tình được rõ ràng, ít nhất mấy ngày trước mình cũng đã đáp ứng để Kiệt Sâm trở về gia tộc. Tuy rằng còn không tuyên bố trước mặt mọi người nhưng đã là chuyện tình rõ ràng. Là Từ Đặc làm việc cực kỳ công chính, nếu như Kiệt Sâm đã là thành viên của gia tộc, tự nhiên sẽ không giống như lời Khắc Lao Đức nói. Tùy tiện cho người xử lý, cho dù bọn y nội tư cũng không được, nếu không Thác Đức gia tộc còn đặt uy nghiêm ở đâu. Chuyện này... Nghe bọn Lôi Áo nói, y nội tư chỉ biết là đã có hiểu lầm, đang chuẩn bị giải thích. Nhưng không chờ y nội tư mở miệng, lại thấy người hầu kia hớt hờ hớt hải chạy vào, cắt đứt âm thanh của y nội tư. Hỗn tướng, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc ngươi có hiểu cấp bậc lễ nghĩa không? Đây là lần thứ hai rồi. Là Từ Đặc hận không thể tát người kia một cái, tức giận vỗ bàn. Việc này... Người hầu kia sợ tới mức lạnh run. Dùn giọng nói, Lỗ Đạo Phù Đại Sư ở bên ngoài cũng nói muốn tới chúc mừng. Hả? Cái gì? Lỗ Đạo Phù Đại Sư à? Một lần nữa trong đại sảnh truyền ra tiếng chấn động. Đừng nhìn Lỗ Đạo Phu chỉ là một người. Hắn thần là đệ nhất linh dược sư của vương quốc, uy vọng trong vương quốc vô cùng lớn. Chuyện hắn tới ngay cả La Từ Đặc cũng chấn kinh. Ây à, nhanh mau ra tiếp. Đám người La Từ Đặc xôn xao một tiếng, tất cả đều đứng lên, đi thẳng tới phòng khách. Ngay cả đám y nội tư cũng đều đứng lên đi qua hỏi. Chỉ thấy cách đó không xa ở phòng khách có một lão giả được người hầu dẫn đi về phía phòng khách. Đây chính là Lỗ Đạo Phù mà Kiệt Sâm gặp mấy ngày trước. Nhìn thấy La Từ Đặc từ xa, Lỗ Đạo Phù đi tới gần chắp tay nói. Chúc mừng à. Mọi người La Từ Đặc sửng sốt. Câu nói mở đầu này của Lỗ Đạo Phu thế nào lại không khác gì so với bọn y nội tư. Ngày hôm nay thực sự có quỷ rồi. Lỗ Đạo Phu đại sư quá khách khí rồi. Ngày hôm nay cơn gió nào đưa Lâm Đạt đến đây. Thật sự là khiến cho Thác Đức gia tộc chúng ta thật là vẻ vang à. Là Từ Đặc vội vàng hoàn lễ. Đâu? Nghe nói ngày hôm nay là đại hội tông tộc mà Thác Đức gia tộc cử hành. Lão nhân ta đặc biệt tới chúc mừng. Thác Đức gia tộc thần là võ huần thế gia của vương quốc. Vì vương quốc mà khổ cực tạo rất nhiều công lao. Thật là khổ cực rồi. Còn mẹ nó, giả, thật là quá giả tạo. Đến tột cùng ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra? Là Từ Đặc hầu như có chút vỡ tan. Những linh dược sư cung đình này trước đây bao giờ thấy đi tới đâu. Ngày hôm nay thoáng cái liền tụ tập xuất hiện. Mỗi người đều chúc mừng đệ tử gia tộc cử hành lễ thành niên. Người thì chúc mừng gia tộc tử cử hành đại hội tông tộc. Chẳng lẽ mấy ngày này nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên tùy tiện tới đây để chơi à? La Từ Đặc không khỏi đau khổ trong lòng, cười khách khí hai câu. Mọi người lần nữa lại đi vào trong phòng khách, vị trí vẫn như cũ. Còn Lỗ Đạo Phu trực tiếp ngồi bên cạnh bọn y nội tư. Sau khi ngồi xuống xong, Lỗ Đạo Phu cười nói. Lôi Áo công tước, ta nghe nói Thác Đức gia tộc có một tên đệ tử tên là Kiệt Sâm mà. Vì sao ngày hôm nay đại hội tông tộc lại không có thấy à? Kiệt Sâm, lại là Kiệt Sâm. Là Từ Đặc thiếu chút nữa vỡ tan. Rốt cuộc cái tên Kiệt Sâm này đã làm chuyện tình oán trách gì mà khiến tất cả linh dược sư cung đình đều đến tìm ngươi? Chẳng lẽ hắn đã hỏa thiêu mấy phòng thí nghiệm của các linh dược đại sư này hay sao? Khắc Lao Đức đắc ý nhìn Lôi Áo, miệng như muốn nói cho Lôi Áo nghe. Lôi Áo à, Lôi Áo, người triệt để xong đời, còn muốn trẻ trở Kiệt Sâm nữa à? Ta thấy người rốt cuộc không bảo vệ được, chỉ là Kiệt Sâm kia cũng không khỏi quá mức ngu ngốc. Cứ nhiên để cho Lỗ Đạo Phu đại sư tự mình tìm tới. Nói thật, hiện giờ Khắc Lao Đức có chút bực bội phục với Kiệt Sâm. Mặc kệ đến tột cùng Kiệt Sâm đã làm ra chuyện này tày đình như thế nào, chỉ là nếu như có thể dẫn Lỗ Đạo Phu đại sư tới, ở trong vương quốc Áo Lan Đa cũng coi như có thành danh hiển hách.
Lỗ đạo phù đại sư, Kiệt Sâm đã làm ra chuyện gì? Nếu đúng là như vậy thì La Tư Đặc tuyệt đối sẽ không bao che. Hiện giờ La Tư Đặc cũng không còn biện pháp nào. Địa vị của Lỗ đạo phù đại sư trong vương quốc Áo Lan Đà thực sự rất cao. Nếu như trước đây lấy uy vọng của Thác Đức gia tộc còn có thể chu toàn một chút, thế nhưng mấy năm gần đây Thác Đức gia tộc vẫn bị Lai Sầm Đặc bệ hạ chèn ép, thế lực gia tộc lại không lớn như trước. Nếu như còn đắc tội Lỗ đạo phù này nữa, sợ rằng sẽ khó đi lại nửa bước trong vương quốc Áo Lan Đà. Làm chuyện gì sai lầm mà? Lỗ đạo phù sửng sốt, lập tức lộ một tia nghi hoặc trên mặt, ánh mắt rời vào trên bọn y nội tư. Lẽ nào Kiệt Sâm đã làm sai chuyện gì sao? Đám người y nội tư cười khổ lắc đầu. Hết chương 195, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MCNE. Chương 196, Vương quốc Ái Náy. Ây da, lẽ nào trừ vị đại nhân không phải là tìm Kiệt Sâm để gây phiền phức à? La Tư Đặc cũng ngây người, đột nhiên hắn phát hiện dường như chính mình đã lầm lẫn chuyện gì. Lẽ nào Kiệt Sâm hắn không phải đắc tội bọn Lỗ đạo phu đại sư? Vậy Lỗ đạo phu đại sư tới đây tìm Kiệt Sâm để làm gì? La Tư Đặc cảm giác đầu óc của chính mình như đang bị quay cuồng, mà đám người Lôi Áo cũng mơ hồ đầy đầu, trong nhất thời không biết nói gì cho phải. Không ngờ La Tư Đặc nói lần thứ hai, lúc trước cái người hầu kia lại vội vã xông vào một lần nữa, dường như đi vào phòng khách đã thành nghiện. Lần này không ngờ La Tư Đặc chửi ầm lên, người hầu kia vội vàng kêu: "À, gia chủ, đại vương tử điện hạ tới, đại vương tử điện hạ tới chúc mừng ạ." "Hả? Là đại vương tử à?" Mọi người mở trừng đôi mắt, trong nhất thời khiếp sợ không nói thành lời. Đám người Lỗ đạo phu biết lý do cũng nở nụ cười, đứng lên cùng đi ra ngoài đón. "Ngu ngốc, còn lãng phí thời gian đứng chỗ này làm gì? Mau đi nghênh tiếp, nhanh lên một chút đám ngu." Thấy đám người Lỗ đạo phu lục đục kéo ra ngoài, La Tư Đặc mới hồi phục tinh thần, vội vàng gào lên. Một đám người nhanh chóng đi ra ngoài đón. Chỉ thấy cách phòng khách không xa, Địch Áo Tư mặc trường bào chậm rãi đi tới cùng hai tên hộ vệ. La Tư Đặc kích động tột đỉnh, tiến lên để hành lễ. "Giả mắt đại vương tử điện hạ." Đã bao nhiêu năm, đến tột cùng đã bao nhiêu năm, La Tư Đặc, Lôi Áo, bọn họ cũng không có nhớ nữa. Vương thất của vương Áo Lan Đa đã không biết bao nhiêu lâu chưa từng tới chơi với gia tộc của mình. Dường như bắt đầu từ hai năm Lai Sầm Đặc bệ hạ quyết định làm suy yếu thực lực của gia tộc cũng chưa từng thấy. Hiện giờ, người trong vương thất rốt cuộc đi tới gia tộc của chính mình, hơn nữa lại còn là thái tử, đại vương tử điện hạ của vương quốc. Chuyện này lẽ nào vương quốc đã quyết định coi trọng gia tộc của chính mình thêm lần nữa sao? Lúc này trong lòng đám người La Tư Đặc đều không nhịn được kích động trong lòng. Miễn lễ, mọi người không cần phải khách khí như vậy. Địch Áo Tư liền tiến lên cười nói, vừa nhìn thấy đám người Lỗ đạo phu xong, tiếu ý trên mặt lại càng nồng đậm, vội vã bước đến cúi đầu với Lỗ đạo phu nói: "Các vị đại sư không cần đa lễ. Tạ ơn vương tử điện hạ." Tất cả mọi người đều đứng thẳng thân thể, thần sắc tràn đầy cung kính. Địch Áo Tư kéo Lỗ đạo phu sang một bên, trên mặt đã lộ một tia kích động nói: Lỗ đạo phu đại sư, Kiệt Sâm đại sư đâu? Mau dẫn ta đi bái kiến Kiệt Sâm đại sư một chút." Mấy ngày hôm nay, Địch Áo Tư vẫn nằm trong vương cung dưỡng thương, biết Kiệt Sâm cứu chính mình trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn vẫn muốn đích thân tiếp kiến Kiệt Sâm, sau khi biết được hôm nay Thác Đức gia tộc cử hành đại hội tông tộc, Kiệt Sâm đại sư cũng ở đó. Hắn liền vội vàng nói đơn giản với phụ vương Lai Sâm Đặc rồi tự mình chạy đến. Địch Áo Tư chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên lại cảm kích một người như thế. Thế nhưng sau 2 tháng nằm bệnh ở trên giường, bệnh tình mỗi lúc càng thêm nặng, sống không bằng chết, chậm rãi hưởng thụ tư vị sắp tử vong, trong lòng Địch Áo Tư tức thì có một loại xung đột muốn khóc. Địch Áo Tư thân là đại vương tử vương quốc Áo Lan Đa, là thái tử của vương quốc, hắn luôn luôn được sống trong sung sướng an nhàn, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đối mặt trực tiếp với tử vong.
Trước đây không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân, hiện giờ trải qua một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với tính mệnh càng thêm lưu luyến. Đồng thời đối với Kiệt Sâm đoạt lại tính mệnh của chính mình trong tay tử thần càng thêm vô vàn cảm kích không gì sánh được. Cứu sống chính mình, quả thật Kiệt Sâm giống như phụ mẫu tái tạo. Hắn khẩn cấp muốn đi cảm tạ ân nhân của chính mình, chỉ là mấy ngày trước còn phải dưỡng bệnh cho nên không có cơ hội. Hiện giờ trong lòng hắn cũng giống như đám người La Tư Đặc đều tràn ngập kích động. Nghe được đại vương tử xưng hô với Kiệt Sâm xong, đám người La Tư Đặc nhất thời đều ngây dại. Hả? Kiệt Sâm đại sư à? Đây là con mẹ nó đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này... Lỗ đạo phù cười khổ, nói: Đại vương tử điện hạ, chúng ta cũng vừa mới tới, còn chưa nhìn thấy Kiệt Sâm đại sư. Không biết Kiệt Sâm đại sư đang ở nơi nào, sợ rằng phải hỏi bọn Lôi Áo tộc trưởng. À, thì ra là như vậy. Địch Áo Tử gật đầu, ánh mắt rơi vào người La Tư Đặc và Lôi Áo, trong ánh mắt mang theo ý tứ chờ mong nồng đậm. Còn ngây ngốc giờ làm gì, mau đưa Kiệt Sâm tới cho ta. La Tư Đặc quay sang hét lên với một người hầu, khuôn mặt lập tức chuyển sang làm lành với Địch Áo Tử. Đại vương tử điện hạ, mời vào trong ngồi, Kiệt Sâm sẽ lập tức tới. Không. Địch Áo Tử vội vàng xua tay nói: Không cần phiền tới người, để ta tự mình đi gặp Kiệt Sâm đại sư. Đối với ân nhân của chính mình, Địch Áo Tử cũng không muốn để người khác gọi hắn tới, chính mình phải tự đi mời, như vậy mới có vẻ thành ý. Chuyện này... La Tư Đặc không khỏi có chút do dự. Nào có đạo lý để vương tử điện hạ đi gặp một thiếu niên của gia tộc chính mình. Hắn thấp thỏm nói: Ấy, đại vương tử điện hạ, mời vào bên trong ngồi, người hầu đã đi rồi, có lẽ Kiệt Sâm sẽ lập tức tới. Địch Áo Tử nhìn mọi người ở Thác Đức gia tộc vô cùng kích động, biết rằng nếu chính mình muốn đi, sợ rằng những người này đều sẽ kéo theo, đến lúc đó sẽ thành cái bộ dáng gì. Hơn nữa hiện giờ bên trong Thác Đức gia tộc đã cử hành đại hội tông tộc, nếu như náo loạn đại hội khiến cho Kiệt Sâm đại sư giận hơn trong lòng thì sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Địch Áo Tử thở dài một hơi. Được rồi, ta đi vào trong chờ Kiệt Sâm đại sư. Cả đám người lại lần nữa đi vào trong phòng khách gia tộc. Chỉ là lần này, trên chỗ ngồi của chủ tịch đã thay đổi. Nguyên bản chỗ ngồi chủ tịch có 7 chỗ, nay chỉ còn lại 3. Địch Áo Tử ngồi ở giữa, mà Lỗ Đạo Phu và La Tư Đặc phân biệt ngồi hai bên. Về phần bọn Lôi Áo và Khắc Lao Đức đều đã cầm ghế của mình đi xuống dưới. Mọi người ngồi yên vào vị trí của mình, liền thấy người hầu La Tư Đặc bảo đi gọi Kiệt Sâm trở về. Kiệt Sâm đâu? La Tư Đặc nhíu mày. Chuyện này Kiệt Sâm nói hắn không phải người của Thác Đức gia tộc, cho nên không muốn tới tham gia đại hội của tông tộc. Người hầu cẩn thận nói. Đúng là làm phản mà. La Tư Đặc nhất thời tức giận sôi gan, định đập bàn. Thế nhưng hai mắt liếc sang Địch Áo Tử ở bên cạnh, cuối cùng cố gắng dừng lại giữa không trung, sau đó xấu hổ thu tay về. Có chuyện gì vậy? Nghe được câu nói của người hầu, Địch Áo Tử cầu mày nói. La Tư Đặc vừa định nói, chợt Lỗ Đạo Phu ở bên cạnh hắn đã nói trước. Đại vương tử điện hạ, ta vừa nghe Khắc Lao Đức trưởng lão của Thác Đức gia tộc nói dường như Kiệt Sâm đại sư không còn là thành viên của Thác Đức gia tộc nữa. Hết chương 196, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ chuyện audio VV, MCNE. Chương 197, Vương quốc áy náy. Lỗ Đạo Phu nói rất rõ ràng, trước tiên nghe được từ cuộc đối thoại của Lôi Áo và Khắc Lão Đức, nghe ra được dường như Kiệt Sâm không được nhận tại Thác Đức gia tộc cho nên mới nói ra. Là Tư Đặc, còn chuyện này sao? Địch Áo Tử lấy tinh mang trong đôi mắt trầm giọng hỏi. Không. Từ lúc bọn Địch Áo Tử và Lỗ Đạo Phu nói đến Kiệt Sâm, La Tư Đặc đã cảm giác được sự tình không giống như chính mình nghĩ trước đây. Sợ rằng Kiệt Sâm không phải là đắc tội với bọn Lỗ Đạo Phu và quan hệ song phương dường như rất tốt. Nghĩ tới đây, La Tư Đặc lập tức trả lời. Đại vương tử điện hạ, sự tình không phải như lời của Khắc Lão Đức.
Kiệt Sâm này quả thật là đệ tử Thác Đức gia tộc chúng ta, nhưng lại là đệ tử trực hệ. Lôi Áo tộc trưởng của Thác Đức gia tộc chúng ta chính là thần bá bá của hắn. Nói đến đây, La Tư Đặc hung hăng trừng mắt nhìn về phía Khắc Lão Đức, sau đó quay sang Lôi Áo cười nói. Lôi Áo à, còn không mau gọi Kiệt Sâm tới cho ta. Mời tới, chớ để Đại Vương Tử Điện Hạ phải chờ lâu. La Tư Đặc biết hiện giờ đây có nhiều người như vậy nhưng có thể gọi Kiệt Sâm tới chỉ có một mình Lôi Áo. Kiệt Sâm rõ ràng là thành viên của gia tộc, hắn là một thái thúc công cũng không thể gọi được người ta tới. Chuyện này còn ra thể thống gì? Lúc này trong lòng La Tư Đặc vô cùng phiền muộn, thất bại, thực sự quá mức thất bại. Lôi Áo không nói gì, chỉ là trong lòng cảm thấy Kiệt Sâm có thể giao tiếp với Vương Tử Điện Hạ nên vô cùng vui vẻ. Có tầng quan hệ này, sợ rằng sau này không còn có ai trong gia tộc dám khinh thường Kiệt Sâm. Lôi Áo tự thân xuất mã, quả nhiên không để cho La Tư Đặc thất vọng. Chỉ trong chốc lát, Lôi Áo mang theo hai người Kiệt Sâm và Lôi Nặc vào trong phòng khách gia tộc. Thật ra đối với Kiệt Sâm mà nói, tới phòng khách hay không cũng không quan tâm. Chỉ là Lôi Nặc nghe Lôi Áo nói tất cả mọi người đang chờ Kiệt Sâm ở phòng khách, thậm chí cả Đại Vương Tử Điện Hạ cũng dám, cùng đám Lỗ Đạo Phu đại sư cũng ở đây. Nguyên bản Lôi Áo ở bên cạnh khuyên bảo liền biến thành hai người Lôi Nặc và Lôi Áo cùng nhau khuyên bảo Kiệt Sâm. Thậm chí nguyên bản vì chuyện lúc trước cho đến Lôi Nặc lúc này cũng trở nên vô cùng kích động, không ngừng nói với Kiệt Sâm khi gặp Đại Vương Tử Điện Hạ và Lỗ Đạo Phu đại sư thì nhất định phải tỏ ra cực kỳ cung kính. Đối với kẻ bị trục xuất khỏi gia tộc hơn 10 năm nay lại vẫn có thể để tâm tới gia tộc như vậy, Kiệt Sâm cũng không biết nói gì, chỉ biết đáp ứng liên tục. Ở trên đại lục Tư Đặc Ân, địa vị gia tộc ăn sâu vào trong lòng mỗi đệ tử. Đây là một loại thâm căn cố đế. Kiệt Sâm, ra mắt Đại Vương Tử Điện Hạ. Vừa mới vào phòng khách, không chờ Kiệt Sâm nói, Đại Vương Tử Địch Áo Từ đã vội vàng đi xuống. Thấy Kiệt Sâm khom mình hành lễ, Địch Áo Từ liền đi tới trước mặt Kiệt Sâm, đỡ lấy hắn. Động tác lúc này của Địch Áo Từ nhất thời khiến mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy, thật giống như đang nghênh tiếp Kiệt Sâm. Đại Vương Tử còn không ngồi, bọn La Tư Đặc sao có thể ngồi yên trên ghế? Kiệt Sâm đại sư à, miễn lễ, miễn lễ. Nhìn Kiệt Sâm, nhãn thần Địch Áo Từ tỏ ra vẻ kích động vô cùng. Nếu không phải trước đây được Kiệt Sâm đại sư cứu giúp, chỉ sợ bây giờ ta còn nằm trên giường bệnh không nhúc nhích được. Địch Áo Từ tỏ vẻ cảm khái vô cùng. Đâu, đây cũng là vận may của Điện Hạ. Cho dù không có Kiệt Sâm ta, thì Vương Tử Điện Hạ cũng bình an qua khỏi thôi. Kiệt Sâm khiêm tốn nói. Kiệt Sâm và La Áo Từ nói, nhất thời khiến mọi người có chút nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe hai người này nói, dường như là hai ngày trước Kiệt Sâm cứu mệnh của Đại Vương Tử. Bọn người La Tư Đặc bắt đầu hồi tưởng. Quả thật, tuy rằng Lai Sâm Đặc phong tỏa bệnh tình của Đại Vương Tử, thế nhưng cái thiên hạ không có bức tường nào kín gió. Thần là một trong tam đại gia tộc, bọn họ nghe nói trước đây Đại Vương Tử mắc phải trọng bệnh vẫn chưa thể chữa tốt. Khi Đại Vương Tử Điện Hạ tới đây bái phỏng, La Tư Đặc cũng không để ý, chỉ cho rằng bệnh của Đại Vương Tử đã được trị khỏi. Thế nhưng nghe hai người này nói chuyện, dường như bệnh tình của Đại Vương Tử do Kiệt Sâm chữa trị tốt thì phải. Lẽ nào Kiệt Sâm là một linh dược sư? Mọi người không khỏi suy đoán trong lòng. La Áo Từ và Kiệt Sâm hàn huyên hai câu, sau đó kéo tay Kiệt Sâm nhìn Lôi Nặc nói. Đại sư Kiệt Sâm à? Vị này có phải chính là... Đại Vương Tử Điện Hạ, vị này là gia phụ của tôi, Lôi Nặc. Lôi Nặc cuống quýt hành lễ. Đại Vương Tử Điện Hạ, thảo dân Lôi Nặc giả mắt Đại Vương Tử Điện Hạ. Lão tiên sinh không cần đa lễ đâu, không cần đa lễ. Địch Áo Từ hiểu rõ thân phận liền đỡ lấy Lôi Nặc lên, trên mặt mang theo một tia áy náy. Lôi Nặc, năm đó là vương quốc phải xin lỗi người. Chuyện này Điện Hạ đã quá lời rồi. Lôi Nặc ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ở đây cũng đều ngây ngẩn. Lôi Nặc lão tiên sinh, năm đó người bị đạo từ gia tộc của Khai La Đế quốc ủy hiếp, vương quốc Áo Lan Đà của chúng ta không xuất lực được, ngược lại chỉ có thể để đạo từ gia tộc muốn làm gì thì làm,
khiến cho lão tiền sinh bị đại nhục, bị trục xuất khỏi Thác Đức gia tộc. Nhưng năm gần đây, phụ vương và ta vẫn luôn áy náy, thực sự là thẹn với lão tiền sinh à. Địch Áo Từ thở dài nói. Điện hạ, đạo tư gia tộc ở trên đại lục là thế lực khổng lồ. Việc trước đây căn bản không trách được vương quốc. Tuy rằng không biết vì sao Địch Áo Từ lại nói như vậy, nhưng Lôi Nặc vẫn khách khí, trong lòng cũng không phải lưu ý lắm. Chuyện tình năm đó đã trôi qua 18 năm, trong lòng Lôi Nặc cũng sớm đã không còn lấn cấn. Hiện giờ hắn cũng không còn oán hận bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ thống hận chính mình không có thực lực, không thể bảo vệ được người mình yêu thương ở bên cạnh. Chỉ là Lôi Nặc không thèm để ý. Trong lòng không có nghĩa là người khác cũng không thèm để ý. Địch Áo Từ nói câu này khiến cho La Từ Đặc không khỏi khiếp sợ trong lòng. Những lời này của Đại Vương Tử Điện Hạ là có ý gì? Nếu như vương quốc tha thứ cho Lôi Nặc, vậy có phải là đại biểu cho vương quốc cũng tha thứ cho Thác Đức gia tộc chúng ta hay không? Nghĩ tới chuyện Đại Vương Tử Điện Hạ cho tới chơi ngày hôm nay, La Từ Đặc càng thêm khẳng định.